Và kính thưa quý vị, trước khi các tiết mục sắp tới được thực hiện, và mời quý vị, sau đây chúng tôi vừa nhận được là có thêm thành phần quan khách, dân biểu Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster là Nguyễn Mạnh Chí, và vừa rồi là chúng tôi thấy có anh chị Michael Võ, cựu nghị viên của thành phố Phòng và Lê, phải không ạ? Dạ, xin mời quý anh chị lên luôn và cùng mời dân biểu Tạ Đức Trí, dân biểu liên bang cùng với lại thị trưởng Westminster. Xin mời ông bà Michael Võ. Và sau phần chia sẻ của các quý vị dân cử, thì thưa quý vị, chốc lát là các thiếu nhi Phật tử sẽ lần lượt lên để gửi đến quý vị phần văn nghệ. Sau đó, sau phần cúng, cũng như là sau phần pháp âm. Yeah. Con kính thưa Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Huy, quý vị chư tôn đức cùng với lại quý Phật tử và cộng đồng. Con rất vui, hoan hỷ cũng như là vinh dự được cùng với lại tất cả quý vị tham dự lễ Vu Lan hàng năm tại Chùa Điều Ngự, và xin chân thành biết ơn những đạo tư của Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng như là sự hướng dẫn của quý vị chư tôn đức, cũng như là tinh thần phục vụ hướng tới chánh pháp của quý vị Phật tử tại Chùa Điều Ngự. Và xin kính chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, cũng như là xin cảm ơn các quý vị chư tôn đức tại Chùa Điều Ngự thường tổ chức những sinh hoạt để mà hướng dẫn thêm cho quý Phật tử và cộng đồng hướng tới chánh pháp, và cũng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Dạ vâng, chúng tôi xin được giới thiệu, chúng tôi là Chí Charlie Nguyễn, hay là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là thị trưởng của thành phố Westminster. Trước hết thì chúng con xin được kính thưa đến Hòa Thượng, quý Hòa Thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy. Kính thưa quý Thầy, quý Tăng Ni Đạo Đức, Đại Đức và quý Đồng Hương Phật Tử. Chúng con rất là vui được hiện diện trong ngày buổi lễ rất là ý nghĩa này ngày hôm nay, và chúng con cũng xin được chia sẻ đôi nhận xét của chúng con. Điều thứ nhất, chúng con thấy rằng như quý vị cũng đã nghe trước, cũng như là trong phần đầu của buổi lễ, chúng ta đã được các thầy nhắc đến về cái buổi lễ ngày hôm nay, ý nghĩa của buổi lễ thế nào và làm sao chúng ta cần phải tham dự, cũng như là tham dự đông đảo. Đặc biệt là các thầy đã nhắc tới những người trẻ, mà chúng tôi thấy rằng điều đó rất là quan trọng. Buổi lễ ngày hôm nay chúng tôi phải nói cảm ơn đến các thầy, cả ban tổ chức cũng đã tổ chức cho tất cả mọi người chúng ta có mặt ngày hôm nay để chúng ta hướng về người cha, người mẹ để báo hiếu. Tuy nhiên, buổi lễ chắc có lẽ rằng là ai trong chúng ta cũng có cha mẹ, không phải buổi lễ ngày hôm nay để tổ chức cho những người lớn tuổi, nhưng mà đặc biệt chúng ta hãy nhắm vào những người trẻ. Như cá nhân chúng tôi là những người trung niên có con cái, thì chúng tôi cũng đã được tham dự trong cái buổi lễ này để nhắc nhở lại cho mình, chính mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta hãy có những người bạn trẻ tham dự đông đảo hơn nữa, để chúng ta có thể nhắc cho các bạn trẻ về cái ngày lễ rất là ý nghĩa này. Đặc biệt là thưa với quý vị thấy rằng ở đây, trong cái cuộc sống này, chúng ta thấy người trẻ rất là bận bối trong cái công cuộc hàng ngày, và đôi khi quên lãng về cái sự thương đến thăm cha mẹ hay là lo cho cha mẹ, và điều đó là cái điều quan trọng. Một lần nữa, chúng tôi cùng với lại tất cả quý vị dân cử ở đây xin được cảm ơn tất cả quý vị, và đồng thời chúc quý vị một buổi lễ thật là ý nghĩa. Yeah. Chúng tôi là Michael Võ, nguyên là thị trưởng 3 nhiệm kỳ của thành phố Fountain Valley, và hiện là ứng cử viên giám sát viên đề hạng 1 năm 2024. Xin được gửi lời trân trọng kính chào đến Hòa Thượng Thích Viên Huy, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, cùng với tất cả quý Hòa Thượng, quý Chư Đức Tăng Ni, và cùng với tất cả quý Phật tử hiện diện tại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Thưa quý vị,
Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả quý Phật tử vẫn còn được một hoa hồng cài áo. Trong hơn mười mấy năm qua thì đến ngày hôm nay chúng tôi nghiệm lại thì song thân đã không còn. Và ngày hôm nay trong Đại lễ Vu Lan chúng ta cùng nhau nghĩ đến ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đến ơn đức của Tổ tiên, đến với tất cả quý thiện nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Cùng với nhau chúng ta xin dâng lời cầu nguyện đến Tổ tiên, và cùng với nhau chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng lễ Vu Lan đến tất cả quý Phật tử và quý thầy cô đang hiện diện ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của các dân biểu và nghị viên rất nhiều.